thể đạt được sự thành công của ngày hôm nay thì Tesla đã phải trải qua giai đoạn sóng gió trong giai đoạn 2017-2018. Mà trang CNBC từng ví von, xe Tesla không đốt nhiên liệu. Ở đây tất nhiên là điện rồi, mà chúng đốt tiền. Mỗi phút trôi qua, công ty này thua lỗ tới 6.500 đô la Mỹ, trong khi không thu về một xu lợi nhuận nào. 7 quý liên tiếp.